địa chỉ 0349. Mọi chuyện bắt đầu từ vài tháng trước khi tôi nghỉ ốm trong một thời gian dài do kiệt sức và quyết định thoát khỏi công việc hàng ngày. Tôi đã đến vùng núi ở Áo trong 2 tuần để hít thở thật sâu, đi bộ đường dài, v.v. Hôm qua, tôi đã đi tàu đến căn hộ nghỉ dưỡng mà tôi đã thuê cách đây vài tuần. Nhưng trên đường đi, tôi nhận được một email. Kính gửi ông bà, chúng tôi phải sắp xếp lại lịch cho bạn trong thời gian ngắn vì lý do nội bộ. Vui lòng đến trực tiếp tại nhà chị em của chúng tôi, 0349. Ngôi nhà cách chúng tôi khoảng nửa giờ lái xe. Bạn sẽ được mong đợi ở đó. Bạn sẽ không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào. Bạn chỉ cần ở một địa chỉ khác. Tuyệt vời. Tất nhiên, tôi đi du lịch mà không có xe hơi và đường đến căn hộ nghỉ dưỡng đã mất nửa giờ đi bộ từ ga tàu cuối cùng. Dù sao thì tôi quyết định đi xe buýt và tàu hỏa vì tôi không muốn đi một chặng đường dài như vậy với chiếc vali lớn của mình. Tôi trả lời email rằng tôi sẽ đến muộn hơn dự kiến. Câu trả lời là, kính gửi ông bà, trong những trường hợp này, chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn sử dụng chức năng tự nhận phòng. Nhấp vào nút bên dưới để sử dụng chức năng tự nhận phòng. Sau đó, bạn sẽ nhận được chìa khóa bằng cách yêu cầu mã từ hộp chìa khóa bên ngoài. Tôi đã sử dụng nút check-in và nhận được một số. 0349. Thật buồn cười, giống như mã bưu chính vậy. Tôi đã từng có niềm vui tự check-in trước đây. Đó là một điều tuyệt vời, nhưng nghe có vẻ không an toàn lắm. Tôi lên chuyến xe buýt cuối cùng. Không có ai trên xe ngoại trừ tài xế xe buýt. Ông ấy chỉ gật đầu chào tôi một lần. Chán nản, ông ấy nhìn xuống đường và lái xe qua các trạm xe buýt. Không ai lên xe. Đầu trên núi cao vụt qua tầm mắt tôi. Một số trông rất giống những ngôi nhà ở rừng đen. Tôi thấy những ngọn núi hùng vĩ và những cánh rừng rộng lớn. Tôi mong được dành thời gian thư giãn ở dãy Alps. Điều này thường giúp tôi tìm lại chính mình và tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống căng thẳng của mình. Nhưng lần này thì khác. Tôi cảm thấy một cảm giác khó chịu ngột ngạt khi nhìn vào những khu rừng sâu bao quanh các khu định cư nhỏ. Sau một lúc, xe buýt dừng lại cách căn hộ nghỉ dưỡng nói trên khoảng 4 km. Bực mình, tôi lên đường với chiếc vali của mình. Tôi thấy xe buýt quay lại và lái đi. Ngoài một vài ngôi nhà, có một nhà trọ và một cửa hàng giảm giá nhỏ gần đó. Nơi này yên tĩnh đến khó chịu và có một biển báo trên quán rượu. Đóng cửa. Tuyệt. Mọi thứ ở đây ngày càng tốt hơn. Tôi đi đến địa chỉ đã cho. Với một podcast đang phát trong tai, tôi xua đi nỗi bồn chồn kỳ lạ đang hành hạ mình. Mặt trời sắp lặn và mùi cây vân sam và cây linh sam xộc vào mũi tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và muốn cười tôi toét. Đó chính xác là điều tôi luôn yêu thích. Nhưng nụ cười đó đã tắt. Những cái cây cứng nhắc khiến tôi có cảm giác kỳ lạ. Cảm giác đó không hề khá hơn khi tôi nhận ra rằng con đường dẫn ra khỏi khu định cư lên một con đường nhỏ xuyên qua giữa rừng vân sam. Tôi bước nhanh hơn và nhanh hơn trên đường, hy vọng sẽ gặp một chiếc xe, một người chạy bộ hoặc một người đi bộ đường dài. Không có gì, không có gì và không có ai tiến về phía tôi. May mắn thay, tôi đã sớm đến được địa chỉ. Inmutter Structure 2. Tôi không thấy ngôi nhà nào khác có số 1. Ngôi nhà là một ngôi nhà cổ điển của vùng núi cao, hơi lỗi thời. Gỗ sẫm màu tạo cho tòa nhà một luồng khí lạ, giống như một con thú nằm chờ con mồi trong rừng. Hộp chìa khóa nhỏ treo bên ngoài. Tôi gõ số 0349. Chiếc chìa khóa rơi ra như một chiếc máy nhai kẹo cao su. Tôi mở cửa. Bên trong trông rất cổ kính và cổ điển. Không có lễ tân ở tầng dưới. Chỉ có 2 cánh cửa khóa. Có gạc hưu treo trên tường và một số con thú nhồi bông ở phía đối diện. Một con cầy đồng, một con cáo và một cái đầu lợn rừng nhồi bông. Chúng trông như thể đã được nhồi bông ngay trước mặt cái chết, ngay trước khi phát súng nổ ra. Mắt chúng mở to và trong một khoảnh khắc tôi nghĩ chúng đang đuổi theo tôi. Tôi rùng mình và nổi da gà khắp người. Tôi nhanh chóng đi lên cầu thang và tìm thấy cánh cửa có ghi số 1, phòng của tôi. Có 2 cánh cửa khác bên cạnh. Căn phòng cũng theo phong cách cổ. Có một bức tranh dãy Alps trên tường và đồ nội thất trông gần như đồ cổ. Tôi có một căn phòng lớn với một chiếc giường, một chiếc ghế sofa và một bếp nhỏ. Phòng tắm ở một phòng riêng. Kiệt sức, tôi nằm xuống giường. Tôi bật podcast trên điện thoại di động và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy một ngọn núi lớn mà tôi không biết tên. Trong lúc đó, mặt trời đã lặn. Tôi bật đèn ngủ nhỏ và kéo rèm lại.
Trước khi đi ngủ, tôi viết thư cho một người bạn về ngày của tôi và nơi tôi đang ở. Tôi cũng gửi cho cô ấy một bức ảnh về con lợn rừng. Trời đã muộn, nhưng tôi không ngủ được nhiều. Tôi thức dậy vào sáng hôm sau. Giấc ngủ của tôi thường rất dài, đặc biệt là khi tôi đi nghỉ. Tôi thích nằm trên giường cho đến 12 giờ trưa. Nhưng giấc ngủ ngắn đó hầu như không ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Điều duy nhất tôi không thể thoát khỏi là cảm giác ngột ngạt. Thật không may, pin điện thoại di động của tôi đã hết vì podcast phát suốt đêm và điện thoại không sạc được. Trong khi điện thoại đang bật, tôi nhìn quanh nhà để xem có bữa sáng hay khách nào khác ở đâu đó không. Ngôi nhà im lặng và cửa tầng dưới đã khóa. Tôi quyết định quay lại khu điền trang trước để kiếm thứ gì đó ăn. Tôi vẫn còn một chiếc bánh sandwich từ hôm qua trong túi, nên thế là đủ cho chuyến đi bộ 4 km. Pin còn 15%. Còn hơn không, chỉ có nghĩa là không có podcast. Sau khoảng 1 km, tôi nhận ra rằng không có tiếng động nào cả. Không có người, không có chim, không có gió thổi, không có cây cối gãy, không có gì cả. Điều đó gần như khiến tôi phát điên. Tôi liên tục khịt mũi thật to và bắt đầu hắng giọng để ít nhất tôi có thể nghe thấy điều gì đó. Bước chân của tôi ngày càng nhanh hơn và tôi lại nổi da gà. Tôi sớm nhận ra rằng mình đang chạy và sợ hãi chính mình. Tôi không biết mình đã làm điều này bao lâu rồi và quan trọng hơn là tại sao. May mắn thay, khu định cư nhỏ cuối cùng cũng trải dài trước mắt tôi. Các cửa sổ trong nhà khiến mọi thứ có vẻ tối tăm, như thể tất cả ánh sáng đã bị hút hết khỏi các phòng. Ở đây cũng yên tĩnh đến khó chịu. Cửa hàng giảm giá gần như ở ngay trước mặt tôi, và có điều gì đó bên trong tôi lo sợ rằng cửa hàng sẽ không mở. Tôi nhẹ nhõm khi cánh cửa tự động thực sự mở ra. Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa cọ vào sàn nhà và cơ chế hoạt động. Cảm ơn Chúa. Âm thanh đó gần như khiến tôi rơi nước mắt vì vui sướng. Mặc dù tôi chưa bao giờ thấy bầu không khí của một cửa hàng giảm giá đặc biệt dễ chịu, nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều ở đây. Ánh sáng rực rỡ, những kệ hàng chất đầy, và rồi tôi nhận ra nó lại ở đó, không có tiếng động. Cánh cửa đóng lại và không có gì để nghe, không có radio, không có quảng cáo, không có người. Thậm chí không thể nghe thấy tiếng vù vù của đèn neon. Tôi hơi giật mình khi điện thoại di động của tôi rung lên. Này, nghe rùng rợn quá. Bạn đang ở đâu thế? Tôi muốn tra Google xem cửa hàng có bao nhiêu sao. Bạn tôi trả lời tin nhắn hôm qua. Tôi gửi cho cô ấy địa chỉ và đi dạo qua cửa hàng giảm giá, mua một ít đồ ăn nhẹ và một gói bánh mì trong giỏ. Khi tôi lướt nhanh vào quầy thanh toán, tôi nhận thấy không có ai ở đó. Chỉ có máy tự thanh toán đang nhấp nháy. Tôi tự hỏi tại sao họ lại có một cái ở nơi xa xôi này. Đột nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ ở sau gáy, như thể cảm giác khó chịu kỳ lạ đã làm phiền tôi kể từ hôm qua đang đến gần. Tôi quay lại và trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy một chiếc váy chạy vụt qua một kệ hàng. Tôi lại rùng mình. Dần dần, tôi không biết mình nên vui mừng về một người hay nên sợ họ. Tôi suy nghĩ mọi thứ trong đầu và tự nhủ rằng phải có một lời giải thích hợp lý cho việc này. Tôi từ từ đi dọc theo kệ và nhìn vào hàng tiếp theo. Tôi cứng người khi đột nhiên có người xuất hiện trước mặt tôi. Một người phụ nữ mặc váy sọc xanh nhạt. Tóc cô ấy vàng hoe và kiểu tóc của cô ấy gợi nhớ đến phụ nữ những năm 50 và 60. Cô ấy đang nhìn vào kệ ngũ cốc với lưng quay về phía tôi. Lục lọi trên kệ, tôi giả vờ đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng thực ra tôi đang nhìn về phía người phụ nữ. Cô ấy không hề di chuyển, không một chút nào. Ở đầu kia của dãy kệ là khu thực phẩm đông lạnh. Cửa hàng được phản chiếu trong đồ trang trí bằng kim loại ở trên cùng, và đột nhiên tôi hét lên một tiếng sắc nhọn. Một hộp ngũ cốc mà tôi đã nhặt được trong lúc lén lút rơi xuống sàn. Người phụ nữ nhìn tôi qua hình ảnh phản chiếu. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô ấy mỉm cười, nhưng mắt cô ấy mở to. Mở to đến nỗi lòng trắng của mắt cô ấy có thể nhìn thấy được. Cô ấy không chớp mắt. Trong một khoảnh khắc, tôi lấy lại bình tĩnh và muốn nói điều gì đó. Nhưng giọng nói của tôi không còn cất lên được nữa. Tôi cảm thấy những giọt nước mắt sợ hãi chảy dài trên khuôn mặt. Tôi quay lại nhìn cô ấy, vẻ mặt của cô ấy không thay đổi. Tôi đặt chiếc giỏ sang một bên và rời khỏi cửa hàng giảm giá ngay lập tức. Tôi thở hổn hển và nhìn xung quanh. Xin chào, có ai ở đây không? Tôi hét lên. Không có câu trả lời. Điện thoại di động của tôi rung lên. Này, bạn có nhầm không? Áo chỉ có mã bưu chính từ 1 đến 9. Không có mã nào bắt đầu bằng số 0
và tôi không thể tìm thấy địa chỉ bạn cung cấp. Sự hoảng loạn bao trùm lấy tôi. Tôi nhìn lại cửa hàng giảm giá lần cuối để xem người phụ nữ đó ở đâu. Lúc đầu tôi không thấy gì, nhưng rồi tôi lại nhìn vào đôi mắt mở to màu trắng đục của cô ấy. Cô ấy đang đứng cạnh một kệ hàng, đủ xa để tôi vẫn có thể nhìn thấy cô ấy. Ánh mắt cô ấy dõi theo tôi, và giờ hàm răng trắng của cô ấy lóe lên. Fuck my valley. Tôi lập tức chạy vụt qua khu điền trang. Điều quan trọng nhất là phải thoát khỏi đây. Nước mắt chảy dài trên má và tim tôi đập ngày một mạnh hơn. Khu định cư giờ đã ở rất xa phía sau tôi và tôi đi theo một con đường dài. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy khuôn mặt người phụ nữ trước mặt. Đôi mắt mở to của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vẫn đang đi trên phố, hy vọng cuối cùng sẽ nhìn thấy một người bình thường. Xe buýt vào ban đêm thực chất không phải là xe buýt. Tôi luôn là một con cú đêm, thường thấy mình thức khuya đến tận quá nửa đêm. Đó là thói quen tôi đã có từ thời đại học, khi mà những buổi học khuya là chuẩn mực và nó chưa bao giờ thực sự rời xa tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi chuyển đến Los Angeles để làm việc. Hy vọng rằng năng lượng vô tận của thành phố sẽ phù hợp với lối sống về đêm của tôi. Nhưng mặc dù đã trôi qua một thời gian, tôi vẫn chưa quen với mọi thứ, những khu phố rộng lớn và tiếng ồn liên tục. Kế hoạch ban đầu của tôi là chuyển đến sống với bố mẹ, nhưng chúng tôi đã cãi nhau ngay trước khi tôi chuyển đi. Cuộc tranh cãi bắt nguồn từ di chúc của bà tôi. Khi bà qua đời, tôi hoàn toàn bị bỏ rơi trong khi bố mẹ tôi được thừa kế mọi thứ. Cảm thấy bị phản bội và oán giận, tôi quyết định rằng mình không thể sống dưới mái nhà của họ. Với các lựa chọn hạn chế và thời gian đang cạn kiệt, tôi phải chấp nhận một căn hộ tồi tàn ở khu vực tồi tàn hơn của thị trấn. Căn hộ của tôi nhìn ra một trong những con phố đông đúc nhất trong khu vực. Vì vậy, tôi đã khá quen với tiếng ồn của giao thông vào mọi giờ. Tiếng động cơ liên tục và tiếng còi báo động từ xa đã trở thành một loại tiếng ồn trắng thường du tôi ngủ. Tuy nhiên, gần đây đã xảy ra một điều kỳ lạ khiến tôi không thể ngủ được. Chuyện này bắt đầu từ vài tuần trước. Tôi thức khuya, đọc sách hoặc xem TV và tôi nghe thấy tiếng xe buýt chạy qua. Bình thường, chuyến xe buýt cuối cùng trong thị trấn của chúng tôi chạy đến 11 giờ đêm. Nhưng gần đây, tôi nghe thấy tiếng xe buýt chạy ầm ầm qua sau giờ đó. Lúc đầu, tôi gạt phắt đi, nghĩ rằng có thể thành phố đã kéo dài giờ làm việc hoặc thêm một tuyến đường mới. Nhưng sự tò mò đã thắng thế. Một đêm nọ, khoảng 1 giờ sáng, tôi lấy hết can đảm để nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố yên tĩnh, gần như là kỳ lạ, và không khí nặng nề với sự tĩnh lặng kỳ lạ chỉ có vào lúc nửa đêm. Khi tôi nhìn quanh phố, tôi thấy một chiếc xe buýt đang dừng ở trạm dừng góc phố, đèn bên trong nhấp nháy mờ nhạt. Tôi quan sát trong vài phút, chờ xem có ai lên hoặc xuống không, nhưng chiếc xe buýt chỉ nằm đó. Cảnh tượng đó khiến tôi bồn chồn, nhưng tôi không đủ can đảm để ra ngoài. Trong vài đêm tiếp theo, chiếc xe buýt liên tục xuất hiện cùng một lúc, dừng lại ở cùng một chỗ. Mỗi lần như vậy, tôi đều nhìn từ cửa sổ, sự tò mò và lo lắng của tôi tăng lên theo từng lần nhìn thấy. Cuối cùng, một đêm nọ, tôi quyết định đủ rồi. Tôi mặc áo khoác và đi xuống cầu thang. Đường phố vẫn im ắng và tĩnh lặng như trước, khuếch đại cảm giác sợ hãi đang tích tụ bên trong tôi. Khi đến góc phố, tôi lại nhìn thấy chiếc xe buýt, đèn vẫn nhấp nháy và tôi biết mình phải tìm hiểu xem chuyện gì. Tiến lại gần xe buýt, tôi nhìn kỹ hơn. Trông nó giống như một chiếc xe buýt thành phố thông thường, không có gì ở nó khiến người ta thấy bất thường hay lạc lõng. Bên ngoài xe đã cũ kỹ, lớp sơn bị bong chóc ở một số chỗ, nhưng ngoài ra, nó có vẻ giống như bất kỳ chiếc xe buýt nào khác. Tim tôi đập thình thịch khi tôi do dự, đứng ngay bên ngoài cửa. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra trên những bản lề ghi xét, âm thanh đó xuyên thủng sự tĩnh lặng của màn đêm và khiến tôi rùng mình. Không chút do dự, tôi trèo lên xe, thả một tờ đô la cũ nát vào hộp khi tôi đi về phía sau xe buýt. Người lái xe, một bóng người mờ nhạt trong bộ đồng phục cũ nát, không nói gì hoặc thậm chí không nhìn tôi, chỉ nhìn thẳng về phía trước, như thể tôi không tồn tại. Tôi ngồi vào một trong những chiếc ghế gần phía sau, cảm thấy một cảm giác bất an lan tỏa khắp người. Bên trong xe buýt được thắp sáng mờ ảo, với những ánh đèn nhấp nháy, tạo ra những cái bóng kỳ lạ trên những chiếc ghế cũ kỹ, nứt nẻ. Không khí thoang thoảng mùi nấm mốc và da cũ, hòa lẫn với mùi gỉ sắt. Những bức vẽ bậy phủ kín tường và lưng ghế, một số mới, một số cũ và phai màu.
tôi nhận thấy một vài chiếc ghế có lớp bông bị đổ ra ngoài, rách nát vì nhiều năm sử dụng và bỏ bê. Các cửa sổ thì bẩn thỉu và mạng nhện bám vào các góc, lắc lư nhẹ theo chuyển động của xe buýt. Sàn xe vương vãi những cuống vé cũ, giấy gói và các mảnh vụn khác, làm tăng thêm cảm giác mục nát và bị bỏ hoang. Khi xe buýt bắt đầu di chuyển, tôi liếc ra ngoài cửa sổ, mong đợi nhìn thấy những con phố quen thuộc. Thay vào đó, quang cảnh nhanh chóng thay đổi thành một khu vực hoang vắng, đầy những nhà kho cũ và những con đường vắng tanh. Các nhà kho đổ nát, cửa sổ vỡ và tường phủ đầy graffiti. Máy móc rỉ sét và xe cộ bỏ hoang nằm rải rác trên mặt đất, tạo nên một quang cảnh kỳ lạ hậu tận thế. Tim tôi bắt đầu đập nhanh và mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tôi nhìn quanh, nhận thấy sự trống trải kỳ lạ bên ngoài. Không một chiếc xe hay người nào trong tầm mắt. Tôi rút điện thoại ra, hy vọng kiểm tra vị trí của mình, nhưng không có tín hiệu. Thật kỳ lạ, tôi nhận thấy pin còn 2%, mặc dù nó đã được sạc đầy khi tôi rời đi. Màn hình nhấp nháy vô ích trước khi tối đen. Sự hoảng loạn dâng trào trong tôi khi tôi nhận ra có điều gì đó rất không ổn. Tuyệt vọng, tôi cố gắng bước về phía trước xe buýt, nhưng đôi chân tôi như thể được làm bằng chỉ. Mỗi bước đi đều là một cuộc đấu tranh, chuyển động của tôi chậm chạp và khó nhọc. Tôi với tay ra để giữ thăng bằng, các ngón tay tôi chạm vào lớp kim loại lạnh lẽo, cũ kỹ của ghế ngồi. Không khí bên trong có cảm giác nặng nề, như thể nó đang đè lên tôi, khiến tôi càng khó di chuyển hơn. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi, giọng run rẩy, nhưng tài xế vẫn im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, hoàn toàn không phản ứng. Khuôn mặt anh ta bị che khuất một phần bởi ánh sáng mờ, khiến anh ta trông gần như ma quái. Tôi mò mẫm tìm cửa, cố gắng đẩy nó mở ra bằng tất cả sức lực của mình, nhưng nó không nhúc nhích. Hoảng loạn dâng lên, tôi liếc nhìn xung quanh và phát hiện ra cần nhà khẩn cấp. Tôi nắm lấy nó, giật mạnh nhưng không có gì xảy ra. Cần gạt có vẻ rỉ sét, kẹt tại chỗ, như thể nó đã không được sử dụng trong nhiều năm. Tôi đập vào cửa sổ, hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của ai đó. Nhưng những con phố bên ngoài vắng tanh, những tòa nhà hiện ra lờ mờ như những người lính canh im lặng trong bóng tối. Khi tôi tiếp tục vật lộn, tôi nhận thấy xe buýt dường như đang di chuyển nhanh hơn, cảnh vật bên ngoài mờ dần thành một màn sương mù như ác mộng. Sự hoang tàn và đổ nát của các nhà kho nhường chỗ cho một quang cảnh thậm chí còn đáng sợ hơn, một quang cảnh dường như thay đổi và dịch chuyển theo từng giây trôi qua. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, một nhịp trống điên cuồng của nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Tuyệt vọng, tôi quay lại chỗ tài xế chỉ để thấy ghế trống. Bụng tôi chùng xuống và cơn hoảng loạn tràn qua tôi như một cơn sóng thủy triều. Mồ hôi bắt đầu đọng trên trán tôi khi hơi thở của tôi trở nên nông, gấp gáp. Thực tế của tình huống này giáng một đòn mạnh vào tôi và tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Tôi nhìn quanh một cách điên cuồng, mắt tôi hướng về phía cửa sổ và cửa ra vào, tìm kiếm bất kỳ lối thoát nào. Cửa sổ bị phủ đầy bụi bẩn và cửa vẫn đóng chặt một cách cứng đầu. Tôi nhận thấy bảng điều khiển được phủ đầy những ký hiệu phát sáng kỳ lạ mà tôi không thể hiểu được. Những ký hiệu này nhấp nháy với ánh sáng không tự nhiên, tạo ra những cái bóng kỳ lạ trên lớp vinyl nứt của ghế lái. Cảnh tượng đó khiến da tôi nổi gai ốc, một cảm giác bất an sâu sắc dâng trào trong ruột tôi. Sự tuyệt vọng dâng cao, tôi nhấn các nút và kéo cần gạt, hy vọng dừng xe buýt hoặc mở cửa, nhưng không có gì hiệu quả. Mỗi nút tôi nhấn đều phát ra tiếng kêu nhỏ, không phản hồi, và cần gạt cứng đờ và bất động dưới những ngón tay run rẩy của tôi. Tim tôi đập mạnh hơn theo từng giây trôi qua, nỗi sợ hãi siết chặt tôi hơn. Các biểu tượng trên bảng điều khiển dường như sáng hơn, như thể đang chế giễu những nỗ lực trốn thoát vô ích của tôi. Tâm trí tôi chạy đua, chứa đầy hàng ngàn suy nghĩ và không có gì cả. Tôi bị mắc kẹt và chiếc xe buýt lao về phía trước vào nơi vô định, mang theo tôi. Tôi có thể cảm thấy sức nặng đè nén của tình huống đè lên tôi, làm tôi ngạt thở vì cường độ của nó. Mỗi tiếng kẽo kẹt của xe buýt, mỗi lần nhấp nháy của đèn chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi của tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy một lực đập mạnh vào sau đầu. Cơn đau bùng nổ trong hộp sọ và tầm nhìn của tôi mờ đi. Tôi cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng bóng tối nhanh chóng nuốt chửng tôi. Cảm giác như bị nhấn chìm trong biển băng đen kịt. Tiếng tim đập của chính tôi vang vọng trong tai. Tôi giật mình tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trong một khoảnh khắc, tôi không thể cử động.
Nỗi kinh hoàng của giấc mơ vẫn còn ám ảnh tôi. Ký ức về chiếc xe buýt và nội thất đáng ngại của nó hiện lên trong tâm trí tôi, hòa lẫn với cơn đau dai dẳng trong đầu. Tôi từ từ liếc nhìn xung quanh, mất phương hướng trước khi nhận ra mình đã an toàn trên chính chiếc giường của mình. Cảnh tượng quen thuộc của căn phòng mang lại cho tôi chút an ủi, nhưng nỗi sợ hãi còn sót lại vẫn còn như một cái bóng ám ảnh. Khi ngồi dậy, tôi cảm thấy có thứ gì đó nhào nát trong tay mình. Rút nó ra, tôi thấy một tờ đô la cũng chính là tờ mà tôi đã vô tình thả vào hộp đựng tiền vé trên xe buýt. Các cạnh của nó nhăn nhúm và bề mặt hơi mòn, như thể nó đã từng nhìn thấy nhiều bàn tay trước bàn tay tôi. Nhưng thứ khiến máu tôi đông lại là dòng chữ nguệt ngoạc trên đó bằng nét chữ run rẩy. Lần sau mày sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Những từ ngữ dường như cháy trên tờ giấy, mỗi chữ cái là một lời hứa méo mó về một điều gì đó độc ác đang ẩn núp ngay ngoài tầm nhận thức của tôi. Nỗi sợ hãi siết chặt trái tim tôi khi tôi nhìn chằm chằm vào những từ ngữ ký ức về cơn ác mộng vẫn còn tươi mới trong tâm trí tôi. Liệu tất cả chỉ là một giấc mơ? Tôi lật tờ đô la trong tay, thông điệp lạnh lẽo, trừng trừng nhìn tôi. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Tôi phải biết liệu có thực sự có điều gì đó nham hiểm đang diễn ra, hay tâm trí tôi chỉ đang chơi khăm tôi. Khi những ngày trôi qua, ký ức về cơn ác mộng vẫn còn, ám ảnh tôi như một cái bóng. Tôi thấy mình tránh xa những con phố về đêm, những âm thanh quen thuộc trước đây giờ nhuốm màu bất an. Bản giao hưởng về đêm của thành phố với tiếng còi báo động xa xa và tiếng ồn ào của giao thông trở thành phông nền ám ảnh cho chứng hoang tưởng của tôi. Bất kể tôi cố gắng đánh lạc hướng bản thân thế nào, hình ảnh chiếc xe buýt trống rỗng và thông điệp lạnh lẽo trên tờ đô la vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi như một bức tranh graffiti nham hiểm. Rồi một đêm nọ, khi tôi nằm thao thức trên giường, sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng ầm ầm xa xa, tiếng gầm gừ nhỏ của động cơ không thể nhầm lẫn được là tiếng xe buýt dừng lại ở trạm bên ngoài cửa sổ. Tim tôi đông cứng trong lồng ngực khi tôi lắng nghe. Nỗi sợ hãi lại len lỏi trở lại như một bóng ma không mong muốn.